Hiếu ơi, sao quýnh anh vậy Hiếu? Rồi, ok. Sao quýnh anh vậy? Sáu triệu mấy? Lóc mấy chỗ khác. Mới vô rồi nó quýnh mình rồi. Mấy đứa này thích chào nhau thì những cú đấm quá. Thích chào nhau bằng những cú đấm quá. Trời. Chiếc cát là vào 3.3. Dữ vậy man. Nấp rồi. Trời ơi. Cát cái lửa này ghê. Cát cái lửa cái khối luôn nó quá dữ vậy trời. Dữ vậy mày. Rồi. À. Dữ. Lên đây. Người đấm cái đây, người đấm cái đây. Rồi, người đấm cái đi, vô đây chơi. Rồi, người đấm cái đây. Người đấm cái đây bạn ơi, người đấm cái đi. Mai nó tâm tâm lên nó cửa nè, nó cứ cái chả là nó xếp.
Sống thôi, em đưa ra đá. Sao gì nói làm em vậy? Sao có cái gì cũng không biết cách cảm. Biết là một anh em là con người liên tiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
No. Đi đấm nhau thôi. Đi farm xương thôi.
Ây da, cái gì ta? Làm cái quặng thiên thạch đuôi cá. Quặng thiên thạch C2 hả? C2.
À, quýnh không ra một miếng nhâm thạch mà phải thì chứ. Ừ, dí bên kia. Dí đồ tới cục tức luôn. Dí chạy như một con chó. Để đập nhau. Ai mà đây quýnh lộn. Quýnh lộn em ơi. Trời ơi. À nó kéo. Ngoài quýnh lộn hết trơn. Sau 8 phút.